Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua, do chịu ảnh hưởng của rìa nam dãy áp thấp nối với vùng áp thấp ở phía Tây, cho nên ở khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ đêm không mưa và ban ngày thì trời nắng. Còn các khu vực khác, bao gồm cả Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nằm ở rìa Tây Nam của lưỡi áp cao suy yếu, vùng áp thấp phía Tây sẽ phát triển chậm dần về phía Đông. Trong khi đó thì hội tụ gió Tây trên mực 5.000m còn duy trì nhưng hoạt động yếu. Do đó mà phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và sông ở một vài nơi, còn phía Đông Bắc Bộ thì đêm và sáng có mưa rải rác. Trong khi đó, dãy áp thấp xích đạo ở khu vực Nam Biển Đông đang có xu hướng nâng chậm dần lên phía Bắc, chi phối đến thời tiết của các tỉnh Nam Bộ, làm cho thời tiết ở đây tiếp tục có mưa rào và dông vào nơi vào lúc chiều tối. Tiếp nối bản tin là thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Khu vực Tây Bắc mưa giảm dần, chỉ còn ở vài nơi với lượng mưa nhỏ, còn ban ngày thì trời nắng, gió nhẹ. Khả năng thời tiết ở khu vực này sẽ chỉ còn mát mẻ cho đến hết ngày mai. Sang ngày kia, áp thấp nóng phía Tây chi phối mạnh đến khu vực sẽ gây ra nắng nóng cho khu vực này. Tại Điện Biên không mưa ngày nắng, nhiệt độ là từ 22 cho đến 33 độ. Sapa không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 16 cho đến 20 độ. Tại thành phố Tam Đảo có mưa nhỏ ngày nắng và nhiệt độ là từ 20 cho đến 24 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ thời tiết còn có mưa rải rác vào lúc đêm và sáng sớm, ban ngày không mưa nhưng do trời khá nhiều mây nên nắng yếu. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng đều có mức nhiệt trong ngày dao động từ 24 cho đến 29 độ. Theo dự báo xa hơn thì từ ngày kia mưa sẽ giảm dần, chỉ còn vài nơi và tình trạng ít mưa này sẽ kéo dài trong vài ngày nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Khu vực miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân thời tiết khô ráo, không mưa và tình trạng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới cho nên rất thuận lợi cho du lịch. Tại Sầm Sơn và Phong Nha Kẻ Bàng đều không mưa, nhiệt độ trong ngày hầu như không vượt quá 30 độ. Còn tại Huế, thời tiết cũng thuận lợi nhưng nền nhiệt có phần cao hơn, cao nhất đạt mức 34 độ. Nhưng nhìn chung thì thời tiết rất thuận lợi cho du lịch cũng như là lễ hội. Đến về Huế trong khoảng thời gian này, chắc chắn du khách sẽ được chìm đắm trong không gian lễ hội tưng bừng, nhộn nhịp và đầy màu sắc. Thế nhưng để bản thân và gia đình có một ngày nghỉ ngơi và thư giãn, du khách có thể tìm về với khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Tân thuộc xã Phong Điền, huyện Phong Điền và cách thành phố Huế khoảng 20 km. Do bắt nguồn từ vùng đồi sát dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cho nên cảnh quan ở nơi đây có thể được ví là sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi và những tán hoa rừng khoe sắc. Cùng với đó là nguồn nước khoáng nóng nguyên chất có tác dụng chữa bệnh sẽ đem đến cho quý vị cùng gia đình những phút giây thư giãn, hồi phục sức khỏe để có thể tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa thật ý nghĩa khi mà Festival Huế sẽ còn kéo dài vài ngày nữa. Tiếp nối bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với thời tiết tại khu vực miền Trung ở phía Nam đèo Hải Vân. Trong những ngày này thì thời tiết khu vực này cũng rất đẹp vì trời tạnh ráo, không mưa nhưng lại cũng chưa có nắng nóng nên rất thuận lợi cho du lịch khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Đà Nẵng và Hội An là từ 32 cho đến 33 độ. Riêng tại Bà Nà thì thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ là từ 22 cho đến 29 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu không mưa, ngày nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 32 cho đến 34 độ. Cùng với đó là gió nhẹ và sóng gió yếu, không chỉ trong đêm nay, ngày mai mà còn kéo dài cả trong một vài ngày sắp tới, sẽ là điều kiện thuận lợi cho du lịch biển đảo nơi đây. Khu vực Tây Nguyên mưa giảm, chỉ còn có mưa ở vài nơi và lượng mưa không lớn. Dự báo tình trạng ít mưa sẽ còn kéo dài trong khoảng một vài ngày sắp tới, cho nên khá thuận lợi cho du lịch khám phá núi rừng Tây Nguyên, nhất là khi thời tiết tại đây cũng đang ở trạng thái dễ chịu, với nhiệt độ trong ngày từ 20 cho đến 32 độ tại Pleiku và Buôn Ma Thuột. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ dao động từ 14 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ thời tiết tiếp tục giảm mưa và nắng nhiều. Tuy nhiên vào lúc chiều tối vẫn còn có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, một vài nơi có thể có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 35 đến 36 độ. Riêng tại miền Tây trong đó có U Minh thì thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ trong ngày hầu như không vượt quá mức 34 độ. Còn tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, sóng gió tiếp tục duy trì cường độ yếu, cùng với đó là thời tiết chỉ có mưa rào nhẹ và dông về chiều tối nên thuận lợi cho du lịch cũng như mọi hoạt động khác trên biển. Nên nhiệt độ trong ngày tại Côn Đảo và Phú Quốc đều dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.